Sư cho con hỏi, thiền chỉ có trong giáo pháp ngoại đạo không ạ? À, có phải chỉ có những người chứng thiền mới được về cõi Phạm Thiên không ạ? À, ngoại đạo có về được cõi này không? Và nếu mình tu thiền mà không chứng thiền thì có được về cõi Phạm Thiên không? Sư cố sư nói để cho quý vị không có hiểu lầm. Cái việc thiền chỉ Samatha đó, nó không thuộc về ngoại đạo và nó cũng không thuộc về Phật giáo, mà nó thuộc về loài người, thuộc về chúng sanh ở cõi dục. Cái phương pháp tu tập của chúng sanh ở cõi dục để có thể đi lên cõi sắc và cõi vô sắc, đó là phương pháp thực hành của chúng sanh. Và cụ thể nếu mà nói về cái cõi ở dưới này thì nó là của loài người, chứ chúng ta không thể nào nói là cái pháp hành thiền này của Bà La Môn. Xin thưa, không không đúng. Bởi vì nếu chúng ta nói cái pháp hành thiền này là của Bà La Môn á, thì tại sao ở Trung Quốc á, khi mà Bà La Môn, những cái đạo Bà La Môn không có truyền qua Trung Quốc thì họ vẫn biết hành thiền, vẫn có những người chứng thiền. Tại sao ở bên Thiên Chúa đó thì vẫn có người hành thiền, vẫn có người chứng thiền đó. Và ở đây, ở kia, ở thế giới đó, thì cũng có người hành thiền, cũng có người chứng thiền. Cho nên cái phương pháp thiền này đó, thiền Samatha là một phương pháp thực hành cổ xưa của loài người, không có nên hiểu lầm là đây là phương pháp của Bà La Môn rồi chúng ta từ đó đó chúng ta bài xích cái phương pháp thực hành thiền chỉ, thì nó không chính xác. Đó là phương pháp thực hành của loài người. Và khi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề đó, Ngài thấy rằng cái phương pháp thực hành thiền chỉ này là một cái tinh túy của loài người và xứng đáng để tu tập, xứng đáng để thực hành. Cho nên Ngài cũng hướng dẫn đệ tử của Ngài thực hành thiền chỉ. Đấy. Nếu mà quý vị hỏi đó, bằng chứng đâu mà sư nói là Đức Phật là cũng có nói thực hành thiền chỉ. Quý vị biết là trong thiền chỉ đó ha, là có các cái đề mục cát si ná đây, cát si ná đây, cũng trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn sư dẫn chứng cho quý vị thấy: một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh như bông gai màu xanh, tướng sắc màu xanh, hình sáng đấy. Thì cái này là Đức Phật đang nói về cái phương pháp thực hành thiền cát si ná màu xanh này. Thấy chưa? Đây. Rồi. Rồi cát si ná màu vàng nè, ha. Cát si ná đỏ nè, ha. Cát si ná trắng nè, ha. Thì mình dựa vào đâu mà mình nói là mình bài xích cái phương pháp thực hành Samatha? Thành ra đó, nếu mà nói là phương pháp thực hành Samatha là của ngoại đạo đó, thì nó chưa chính xác, mà phải nói rằng phương pháp thực hành thiền chỉ Samatha này là của loài người. Và như vậy đó, khi nói như vậy quý vị sẽ không có cái kiểu bài xích một cách sai lầm. Rồi cái phương pháp thực hành thiền hơi thở thì cũng được chính Đức Thế Tôn dạy, và nó là phương pháp thực hành Samatha đấy, thiền chỉ Samatha đấy, chính Đức Thế Tôn dạy trong Tạng Luật với Parasika đầu tiên, cái giới mà sắc xanh Parasika đấy. Rồi Đức Phật dạy những cái đề mục bất tịnh như là quán tử thi hoặc là 32 thể trược, bản thân nó là thiền chỉ đấy, các đề mục thiền chỉ đấy. Rồi Đức Phật hướng dẫn thực hành rải tâm từ, quý vị
quý vị nhớ coi có cái bài kinh nào Đức Phật hướng dẫn thực hành rải tâm từ hay không? Có. Thế mà bây giờ sư không có mở ra, nhưng mà quý vị ai có đọc kinh là phải biết Đức Phật có hướng dẫn thực hành rải tâm từ, có nghĩa là bốn từ một phạm trú là cũng được Đức Thế Tôn hướng dẫn. Như vậy đó, thiền chỉ Samatha là một cái phương pháp thực hành tinh túy của loài người. Mà khi Đức Thế Tôn giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật thấy rằng cái phương pháp thực hành này xứng đáng được tuyên dương và xứng đáng được tu tập. Ha? Rồi ở cõi Phạm Thiên đó thì không phải chỉ có chứng thiền mới lên được cõi Phạm Thiên, nhưng mà với điều kiện nó chỉ có hai trường hợp như thế này thôi. Một là cái người chứng thiền thì chắc chắn lên cõi Phạm Thiên. Thứ hai là chứng A-na-hàm. Do một vị A-na-hàm đó không còn dục ái và sân, cho nên vị ấy không thể nào sanh lại cõi dục. Do đó vị ấy phải sanh về cõi sắc giới hoặc vô sắc giới. Và các vị ấy cũng không ở chung với các vị Phạm Thiên. Sư xin lỗi, là các vị ấy sinh vào cái cõi sắc giới. Đấy. Và các vị ấy không thể ở chung với các vị Phạm Thiên, mà các vị ấy ở một cái nơi riêng mà chúng ta gọi đó là cái cõi tịnh cư. À, thành ra đó, muốn không chứng thiền mà vẫn về cái cõi sắc giới đó, thì phải là một vị chứng quả A-na-hàm. Tất cả những ai theo Phật hoặc không theo Phật, khi thực hành thiền chỉ chứng đắc các tầng thiền, nếu khi mệnh chung mà không bị hoại thiền thì đều có thể về cõi Phạm Thiên. À, còn nếu thực hành thiền chỉ chứng thiền nhưng mà cái giây phút cận tử bị hoại thiền thì vị ấy cũng không thể về được cái cõi Phạm Thiên. Nhớ như vậy.